Phần thi tiếp theo, cứ một cộng rau là một video clip. Phần này là bắt đầu tính chung luôn chứ không còn thắng thua nữa. Ai cứ nhiều rau nhất là người đó có clip. Một clip rồi, mấy bạn một clip rồi, tiếp. Rồi, 4 clip luôn rồi ha. Ben 4 clip, Tài 4 clip luôn. 2 clip mà, đúng 3 clip mà. Thấy không? Các bạn thấy làm người cá không? Ăn uống là không được bỏ mứa. Phải ăn cho sập thức ăn này. Bởi vì á, mấy cái đồ ăn này là biết bao nhiêu tinh hoa ở trong này, biết bao nhiêu công sức của mọi người đã bỏ ra nấu nướng cho mình ăn. Mình ăn mình phải biết ơn cái món ăn mình có, nên mình không được bỏ mứa. Nên Tion hy sinh, mình Tion chơi hết nguyên nồi lẩu luôn cho các bạn coi. Vô. Vô. Để chơi hết này được không? Thi nấu ăn nè. Tám rồi. Mấy em 8 clip rồi hả? Còn ai có khả năng ăn hơn câu lạc bộ người cá, hơn các đệ tử của Tiêu và Tiêu nữa không? Vô đây thi đấu ăn luôn nè. Này là ăn thực tế chứ không phải ăn làm clip giả để câu view, dụ. Đó. Mời vô. Mấy cái rồi? Châu bằng. 8 clip ạ. 9 clip rồi. Mỗi em 9 clip hả? 9 clip rồi, từ 10, từ 9. Mình tiêu chơi hết nguyên nồi luôn rồi các bạn. Người luôn rồi. 12. Mạnh dữ vậy, mấy em lấy clip nhiều vậy? Tôi bằng nhau, anh tôi hơn ông. Clip nó không ra. Ok. Con 13, bên 14. Ok.